Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Dự tại điểm cầu Bình Dương có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Tiếp nối và phát huy những thành quả của phong trào thi đua yêu nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và được triển khai sâu rộng trong cả nước, đề án xây dựng xã hội học tập do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2025 đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Hiện cả nước có 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, 619 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên cấp huyện, cùng hàng chục ngàn trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ tin học, cơ sở, trung tâm thực hiện giáo dục kỹ năng sống. Trong 4 mục tiêu chính của đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 đã đạt được 2 mục tiêu lớn là xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Đặc biệt, đề án đã hình thành được mô hình xã hội học tập ở cấp xã. Đây là bước đi chiến lược chỉ có ở Việt Nam. Trong khi các nước xây dựng xã hội học tập ở cấp thành phố trở lên, thì Việt Nam đã tiếp cận tới cấp nhỏ hơn là cơ sở và tạo động lực huy động được người dân tham gia học tập. Cách làm riêng này đã được UNESCO và các quốc gia công nhận. Ngay sau lễ phát động hôm nay, các bộ ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các tỉnh, thành phố cả nước sẽ triển khai phong trào thi đua sâu rộng và thường xuyên ở cơ quan đơn vị địa phương để cả hệ thống chính trị, toàn dân hưởng ứng phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.